Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhận cả vai trò nội tiết và ngoại tiết. Một trong các chức năng quan trọng của gan là đào thải độc tố. Chế độ ăn uống, lối sống sinh hoạt không lành mạnh hợp lý sẽ gây rối loạn hoạt động chức năng gan, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau đây, lương y Nguyễn Hùng Tuấn, hội viên Hội Đông y huyện Kim Động sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc đông y giúp thanh lọc giải độc gan. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái bài thuốc bổ gan và giải độc gan để cho mọi người được biết tác dụng của từng vị thuốc. Thì nhân trần nó là một vị thuốc, nó là một thần dược của gan. Riêng những bệnh gan thì không bao giờ mà lại thiếu được. Thế cái này là tính ngọt và tính hàn, chủ yếu đi vào hai kinh can thận. Thế còn cái vị này là cái vị khổ sâm. Thế khổ sâm này thì nó có sát khuẩn. Thế còn cái vị tiếp theo là bông lá đề. Nếu mà có hạt bông lá đề, trong đông y gọi là sa tiền tử, thì cái số lượng thì mình sẽ dùng ít đi. Thế bông lá đề này chủ yếu là lợi tiểu, làm mát gan là cũng vào kinh phế, kinh can. Cà gai neo tề này thì là nó tính hàn, nó chủ yếu là vào trong kinh can thận. Thế đây là diệp hạ châu đắng. Đấy, diệp hạ châu đắng thì cũng vào ba kinh, kinh phế và can thận. Có tác dụng cũng lợi tiểu, mát gan, thanh nhiệt. Thế còn đây là mộc thông. Cái tác dụng của nó chủ yếu là nó lợi liệu. Vị dứa dại này thì là một trong những vị nói bệnh gan thì chắc chắn không bao giờ thiếu được. Nó là một trong cái vị rất tốt về gan, thanh nhiệt, giải độc. Thế còn đây là mật nhân thì nó có tác dụng bổ gan. Cái liều lượng ví dụ nhân trần này thì bao giờ tôi cũng phải cho 25g. Thế còn cà gai neo này tôi chỉ cho 8g thôi. Thế khổ sâm tôi cho 8g thôi. Thế nhưng mà cái bông lá đề tôi cũng chỉ cho 10g. Đấy. Thế còn cái diệp hạ châu đắng này thì tôi cũng cho 12g. Cái này thì tôi chỉ cho 5g thôi. Cái mộc thông này, thế cái dứa dại thì tôi cho 10-12g. Và cái mật nhân này là cũng 12-15g. Thì cái liều lượng những cái này là nó sẽ tăng lên. Để chủ yếu là cái tính vị quy kinh của nó chủ yếu vào ba kinh can, phế, thận, và làm mát gan, bổ gan và giải độc gan. Đấy là tôi cũng nói sơ qua về cái bài thuốc này. Thế còn tất nhiên là những người bệnh nhân đến với gia đình thì nó phụ thuộc vào cái xét nghiệm sinh hóa, hay là cái kết quả của cận lâm sàng ấy, thì tôi sẽ nhìn vào đó để tôi bốc thuốc. Bài thuốc là gia đình nhà tôi đã làm ra thành phẩm là như thế này. Chỉ bỏ 1/5 gói này vào một cái túi vải. Túi vải làm sao? Chủ yếu là cho cái bã nó đỡ ra. Thế cho 2 lít nước vào và bắt đầu cho thuốc vào cái túi và cho vào đun. Đun thì khi nó sôi lên ấy, thì vặn nhỏ nở mình ninh chỉ cần 15 phút là được. Thì rũ cái bã và cái nước đó bỏ ra bảo quản uống thay nước cả ngày.